đó là Việt Nam, tại Việt Nam anh em mình đó là năm nay là đại lý cái số mình bán cái số nha, thì mình có những con số 79 nha và sổ ngay ngày 30 Tết anh chị em nha. Mà anh chị em có tin mình hay không mới chịu anh chị em thì cứ mua thử thì sẽ biết nha. Mua để lấy xì nè, mình có, mình nó không. Nha, cái nào mình trúng mình nó trúng và không trúng mình nó trúng, nhưng mà cái sự may mắn của anh chị của mình nha. Ok nha, một lần nữa cảm ơn Việt Nam nha, chào Việt Nam. Có rất là nha, có rất là anh chị ở mà anh chị mà chấp bu ở nước ngoài đây kêu mình về Việt Nam mình bán vé số nè, mình đã nói với anh chị rồi. Mình chưa bao giờ mình khoe với anh chị là mình bán vé số đúng không? Nhưng mà thật ra nghề của mình anh chị nè. Thì anh chị bây giờ anh chị thấy chưa? Mình có mình nói có, không mình nói không, chứ không phải như mấy anh chị chấp bu bên kia đâu. À, đừng có mà lạ nữa. Ok. Vé số nè. Đây nè. Đây là anh em mình. Nha. Còn nếu mà anh chị thích gì á về gặp mình, ok, mình chiều tất cả nha. Mình đang ở, mình đang ở bài quận 5 à, Trần Hưng Đạo quận 5, Trần Hưng Đạo quận 5 nha. Ok nha, vậy nha, cảm ơn chị nhiều nha. Bye bye.